Thưa quý vị, theo báo cáo của Văn phòng Tỉnh ủy tại hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng tháng 4 năm 2023 do Tỉnh ủy tổ chức vào chiều 27 tháng 4. Trong tháng 4, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 148 đảng viên, nâng tổng số đảng viên mới lên 528 trên 1.550 đảng viên, đạt 34,06% kế hoạch năm, chuyển giao 14 tổ chức đảng về Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương. Hội nghị do bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Trong tháng 4 năm 2023, cấp ủy các cấp trong toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra 29 tổ chức đảng và 55 đảng viên, giám sát 17 tổ chức đảng và 31 đảng viên, thi hành kỷ luật đảng đối với 14 đảng viên, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp giám sát đối với 15 tổ chức đảng và 20 đảng viên, thi hành kỷ luật đảng đối với 5 đảng viên, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng và 13 đảng viên. Toàn tỉnh có 502 trong tổng số 503 tổ dân vận đăng ký thực hiện mô hình dân vận khéo, đạt 99,8% theo chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 7 đề ra. Phát biểu tại hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng tháng 4 năm 2023, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của Đảng, nhất là chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trên địa bàn tỉnh. Và chỉ thị về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.